Là bao nhiêu? Là được 166.938 đồng, được 20 năm. Đó thì các bạn muốn vô đây tính, mình tính gì đó mình tính. Hello các bạn, welcome back to Sức Khỏe Help Tips. Mình là Tâm, hôm nay mình có thêm một vài điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ là hồi trước mình có thường kể về San Francisco Bay Area là bị cướp, bị đồ loạn, giống như là rất là nhiều chuyện xảy ra đó các bạn mà nhà nước không có uh, chính quyền không có làm gì hết đó thì bây giờ uh, San Francisco Police Department người ta mới cái mới report cái này sự thật là người ta đã bắt đầu hai uh, ba năm trước rồi nhưng mà mới đây là người ta mới lập một cái chương trình gọi là nói đại khái là dùng danh từ football có nghĩa là như ngạc nhiên đột nhập các bạn biết không có nghĩa là người ta cho cảnh sát chìm và cảnh sát uh, nổi trà chung vô À, giống như customer mà đi những người mấy người mà đi shopping trong mấy cái chỗ lớn á, tại người ta biết ở San Francisco với lại Oakland đồ này nọ đó những cái chuyện mà ăn cướp đồ này nọ người ta cắp đồ chạy ra khỏi tiệm rất là nhiều và bị rất là nặng á. thành ra hôm nay người ta mới set up thì người ta rất là người ta báo bây giờ rất là thành công mới vừa rồi người ta bắt được 17 người à, Có con cái là nó nó hơi mình hơi ngạc nhiên là lúc mà mà cảnh sát trưởng mà kể về mấy cái chuyện này người ta nói khi mà cảnh sát chìm như cảnh sát nổi có mặt chung chạ với với customer mà nếu mà cái người nào mà ăn cắp ăn trộm mà chạy ra khỏi tiệm á nếu người ta có mặt thì người ta mới bắt thôi còn nếu mà cái vụ mà nó xảy ra rồi mình gọi điện thoại đến này nọ thì nhiều khi cũng nó cũng không có cơ hội để nó bắt nhưng mà đại khái là mới vừa rồi là người ta bắt được 17 người và người ta nói là à, tính ra trong mấy tháng vừa rồi nhờ cái sự setup của cảnh sát kiểu này giống như là cảnh sát chìm rồi đó thì là cái sự mà ăn cắp của mấy cái hải của mấy cái tiệm lớn á thí dụ như cvs walgreen war target từ này nọ vậy đó người ta nói tuột xuống khoảng chừng ba phần trăm thì chuyện này là rất là hy hữu hả các bạn nhưng như mình thấy là cảnh sát nó cũng giúp đỡ dữ lắm các bạn biết không con cái là nó không có đủ người để nó nó không có làm nhiều điều là nhiều giống như mình mình giống như là nhiều giống như mình muốn các bạn biết không? như mình thấy cái chuyện này ra thì mình muốn ô oh, cho nó làm right away tắt liền như dập lửa nhưng mà cái này cũng phải làm rất là chậm các bạn biết không? Nhưng không có đủ người như lại nữa là một phần nữa là hiện giờ là người ta nói có bắt được rất là nhiều người nhưng mà mình cũng chưa có biết được trăm phần trăm là những người đó có ra tòa rồi sao không có có đi có đi tù hay không tại vì cái chuyện nó rất là xảy ra rất là mới các bạn biết không để sau này mình theo dõi mình thấy có cái gì lạ hơn mà sau khi người ta bắt rồi có có đi có process không có có chót mấy người này hay không thì lúc đó mới tính sau nhưng mà hiện giờ cảnh sát ấy, thì rất là uh, như là tức lực làm mấy cái chuyện này và những cái người ăn trộm ăn cướp người ta cũng biết và người ta cũng sợ người ta cũng giảm bớt cảnh sát cũng có nhấn mạnh là trong cái số người bị bắt ấy, có một số người là giống như mới bị lần đầu tiên lần thứ nhì còn có một số người là bị năm bảy lần, 10 lần Có nghĩa là giống như người ta Cái nghề của người ta là chuyên môn đi ăn cắp trộm mấy cái chuyện như mấy cái hãng lớn á Tại người ta biết thường thường là không có bị bắt Thì bây giờ người ta bị bắt rồi Là chắc từ từ là người ta đã đồn ra Là sẽ bị process Sẽ bị prosecute Thì người ta sẽ sợ, thì hy vọng nó sẽ Reduce cái crime nó even more nó, nó làm cho giảm hơn càng ngày càng nhiều. Làm vậy cho mấy người đó sợ hết để chứ. Yeah, hơi... bây giờ bắt đầu nó hơi sợ sợ rồi đó, yeah. không? Tại đã xuống tới, người ta nói xuống tới hai ba phần trăm rồi, thì nó very good. Nhưng giờ là bắt đầu là ở. San Francisco, yeah, hy vọng ừ. thì nó cũng lan qua Một mấy tới cái thành phố là Los Angeles. Yeah, Los Angeles thì mỗi mỗi nơi nó mỗi khác, thấy không? Yeah. Nhưng mà cái chỗ đó người ta bị nhiều quá rồi mấy cái tiệm nó đóng cửa rồi đó. Giờ nó chỉ có còn cách đó thôi. Yeah. Nó mới nó mới nó mới cự lại với lại vô yếu thôi người ta không có cái niềm tin cho cái thành phố nữa. Cái này giống như cảnh sát nó cũng làm cho có mặt của nó vậy em nó ừ. nó muốn nó muốn lấy tâm tiếng bạc tại vì bị người ta chê trong thời gian hôm qua rất là lâu rất là nhiều rồi. Thì nó cũng phải tìm cách nó rebuild nó lại. Nhưng mà cái này là chỉ có nói bắt thôi nhưng mà chưa vô thì chưa có biết là có nhốt hay là thả ra thì chưa biết phải không? Dạ, thì cũng cũng Đã. rất là nhiều người comment nói bắt thì ok nhưng mà bắt mà phải process nó phải prosecute nó dạ. phải đem ra tòa rồi phải cho nó đi tù một thời gian đến nỗi mà nó thấy nó sợ nó nghe nó sợ chứ không thôi nó 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 biết rồi ra nhiều khi có vài ngày trong cái county jail xong rồi nó come back out thì cái đó cũng cũng không có làm cái gì nữa nhưng mà nghe nói là mình như mình không có cái nhà tù không có chứa nổi phải không anh giống như nó chật phải không hay sao mà rất rất là chật thì tại vì cái 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 đại khái á, là mấy cái local á, gọi là cái treo rồi cái mà lớn hơn á, thì gọi là tù gọi là prison cái treo là cái mà bị đông bị chặt tại vì khi bị vô treo phải chờ đợi mới đi ra tòa thường thường bởi vì lý đó mà nó vô cái nó không đủ chỗ cái ai mà mấy cái tội mà không có dính líu tới bạo động á, là vô là nó thả ra tại nó nói không bạo động không có nguy hiểm cho, cho dân yeah. thành ra nó thả ra right away thành ra mấy người đó cứ repeat cứ cứ, cứ dòng vòng 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 người ta tới để vô vô xong cái ơ vài ngày nhiều khi xem có mấy tiếng đồng hồ xem có 24 tiếng đồng hồ hay gì người ta ra đó cái đó đó là một cái cái problem của mấy cái uh, local cộ, uh, mấy cái jail ở anh mà không biết San Francisco nó có làm giống như Los Angeles không là giống như là giống như beo mà không đóng tiền á đó, có cái loại đó không Uh, cái đó thì mình không có rõ Rồi cái vụ mà nobel á, là hồi xưa á, nó nói cái này ảnh hưởng tới người nghèo là tại vì nếu mà người giàu mà lỡ có chuyện gì xảy ra người ta đi vô đi vô bị bị bắt mà người ta có tiền thì người ta beo ra người ta đợi ra tòa người ta trong cái đó người ta ở ngoài đời bình thường còn những cái người nghèo không có tiền đóng vô để mà được đi ra beo tiếng việt mình dịch là cái gì hả Ờ uh, đặt cọc đặt cọc hứa là tôi sẽ ra tòa tôi không chạy khi ừ. một người làm một cái tội gì đó yeah. nặng nhẹ khác nhau nha Nếu mà tội càng lớn thì cái tiền nó càng cao Thì nếu mà cái người làm cái chuyện nhỏ nhỏ Ví dụ như cấp xe hay gì này nọ, Thì ra tòa nói uh, tòa nói ok Nếu mày có tiền mày đóng 2 ngàn Thì ta thả mày ra trong thời gian mày đợi ra tòa dạ. Yeah. Còn nếu mà cái chuyện lớn nữa thì càng ngày càng lớn Thì nó 5 ngàn, 10 ngàn, nhiều khi lên cả trăm ngàn thí dụ như nếu tới giết người hay là hay là lái xe đụng vượt đường xanh đèn đỏ thì quan trọng mà nó nghi là cái người này là thí dụ như cái người này có thẻ xanh hay là người nước ngoài mà có giấy tờ ở mỹ nhưng mà người ta nghi là cái người này có thể bỏ chạy thì là nó làm cái tiền lên năm bảy chục ngàn cả trăm ngàn để cho người đó không có tiền đóng bắt buộc phải ngồi trong tù còn nếu mà cái người rất là giàu thì người ta lấy tiền nhà hay là người ta lấy cái gì đó người ta cầm người ta đóng tiền mà nếu mà người ta cái tội rất là nặng là chạy mất tiêu luôn ta chạy qua tiểu bang khác chạy qua nước khác là ở luôn giống như vừa rồi có một người có đúng luật ở mỹ có giấy tờ ở mỹ mà người người tàu rất là giàu lái xe porsche chở một người bạn hay một người gì đó trên xe rồi bị accident cái xe nó rất là nặng rồi cái người mà ngồi chung nó chết ừ. nhưng mà cái người mà lái không chết bị thương yeah. vô nhà thương vô nhà thương người ta trị trị xong rồi cái ra tòa ra tòa cho beo cho beo thì cái người đó có nhiều tiền người ta đóng tiền beo xong qua ngày hôm sau người ta giọt qua canada từ canada giọt về tạo biến mất luôn thì yeah. bây giờ muốn đem cái người đó qua mỹ để đem ra tòa để gán cái tội lái xe ẩu có người mất mạng nhưng mà bây giờ làm sao mà kiếm được cái người đó bỏ beo luôn thì tiền đối với nó đâu thành vấn đề tại người ta giàu mà dạ. người ta chạy xe phố xe làm biết người ta đã giàu already ừ. bây giờ giờ người ta có à, lúc 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 mà người ta chuyện xảy ra đó thì người ta ở mỹ đúng luật dạ. nhưng mà không phải là us citizen chỉ có giấy tờ ở mỹ thôi dạ. mà bây giờ mà người vừa ra là người ta dọt qua canada liền chứ như người ta tính trước hết trơn rồi, ừ. rồi bây giờ từ canada người ta dọt đi qua tàu nhưng mà tàu với mỹ lại không có cái luật là trao đổi tù nhân về kiểu đó dạ. nhiều nước nha các bạn mình phải hiểu nữa là những cái nước mà bên europe là phần đông nó đều có partner với mỹ ví dụ như ai làm cái chuyện gì bậy ở nước mỹ rồi kê người ta dọt qua nước khác ví dụ như pháp đi hay là nước anh đi thì nước anh với nước pháp mỹ rồi nó có hợp đồng với nhau nếu mà ai làm cái gì mà nếu mà qua bên nước đó mà có kêu cái xác bên kia bắt giùm xong rồi trả lại, yeah. gọi là extradate trả lại thì có nhiều nước đó, nó không có hợp đồng với, với với Mỹ về chuyện đó, thì những cái người mà người ta biết đó, khi mà người ta làm cái chuyện ác mà mà, mà người ta không thể tránh được là người ta quyết định rồi người ta đi luôn, người ta không không có công bác là người ta dọt qua những cái nước mà Mỹ không có hợp đồng yeah. để cho có chuyện gì cảnh sát ở bên nước kia đó không có bắt cái người đó mà giao ngược lại cho, cho mỹ được yeah. tại vì người ta tại vì nước mỹ với nước đó không có không có hợp đồng gì ví dụ như đó. nước mỹ với nước nga rồi vậy đó phải không dạ yeah. à. yeah, thành ra lý do sometimes tham những cái chuyện mà dính líu tới uh, international giống như là là nước này nước nọ đó là sometimes mình nghe người ta dọt qua sân quen người ta trốn người ta đi luôn có nhiều người đâu có được bây giờ go back nước mỹ again tại một khi mà xuất xứ ngay phi trường đưa cái passport ra là nó có trên cái list ấy yeah. là cái list là hồi xưa là chạy chuyện gì đó không? là bị bắt thành ra người ta đi là người ta đi luôn mà người ta giàu thì những cái chuyện gì người ta cần thì bà con của người ta lo cho hết cái chuyện đó thì, thì những chuyện động trời mới xảy ra chuyện lớn như vậy thôi còn những cái chuyện nhỏ nhỏ thì thường thường người ta chịu trận người ta có tiền thì người ta chờ ra tòa xong rồi luật sư thích khe, người ta giàu, người ta thích khe, luật sư thích khe còn những cái chuyện mà bây giờ người ta mới nói là không có cân bằng cho những người nghèo người nghèo không có tiền thành ra không có tiền đóng, không có ra ngoài thì trong cái thời gian mà chờ ra tòa đó thì phải ngồi trong tụ mà ngồi trong tụ thì không có đi làm không đi làm thì không đẻ ra tiền, không đẻ ra tiền thì không nuôi gia đình nó còn đẻ ra chồng chắc lên cái đó nói là người brown với người black bị những cái đó nhiều hơn những người khác trong cái đó nó không nói mỹ trắng nó không nói á đông tại vì á đông mình cũng thuộc phần đông là biết lo biết làm ăn không có dính líu tới những cái chuyện đó rất là nhiều nên nó chỉ nói hai cái nhóm người đó thôi thành ra nó nói không phe thành ra nó mới nói là những cái chuyện gì nhỏ nhỏ nobel tất nhiên là không có bỏ tiền ra thành ra không có tiền ra thành ra người ta mới nói là ô không bỏ tiền ra mà cứ cứ, cứ cho vô cho ra cho vô cho ra thành ra nó mới xảy ra cái chuyện mà dưới dưới 950 đồng mà không bị bắt sự thật là có bị bắt nhưng mà có cái là vô xong rồi ra xong rồi ra xong rồi không làm gì hết tại vì cái chuyện nó nó nhỏ nhẹ so với những cái chuyện lớn hay là lớn thì người ta nói ô thôi để tôi làm mấy chuyện lớn còn mấy chuyện nhỏ không có hại gì tới ai gì bao nhiêu nhưng mà sự thật nó chồng chất lên cái từ từ nó muốn loạn luôn thì bây giờ cảnh sát mới ngược trở lại mới bắt đầu mới process những cái chuyện kia thì hy vọng người ta clean up some of that stuff Yeah, bây giờ làm cảnh sát chìm nhiều nhiều cái bắt đầu nó sợ nó không dám mà kiểu như vô tiệm lấy đồ chạy ra nữa anh biết không? có Chứ... một cái là cảnh sát chìm á là em phải có trình độ gì nó mới cho em làm cảnh sát chìm. Chứ em người thường em không có làm cảnh sát cảnh sát bình thường là bận bận đồ đi làm đi 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 cho thiết kịch trên xe này nọ. Còn những cảnh sát chìm là phải cảnh sát có trình độ đại học. Tại cảnh sát đâu có cần nó bằng đại học đâu. Chỉ bằng bằng high school thôi trở lên rồi em thi rồi này nọ những cái người mà mà làm detective ấy, là cách là cao hơn nữa là cái level của người ta cần cao hơn nữa người ta phải học ra, uh, criminal criminology học về dính líu tới mấy cái đó giống như phải có đại bằng đại học thì những cái người đó nó có phải như, thường hiếm giống như officer vậy đó mới được còn những cảnh sát thường thì thấp hơn thì mấy cái level đó thì nhiều những cái kia thì rất là khó bởi vì người ta nói cảnh sát cũng có nhiều level rất ít người là được lên làm tới supervisor này nọ Nhưng mà nếu mà thật sự anh biết không Nếu bình thường mà hỏi em Em có muốn làm cảnh sát hay không đi Em cảm thấy Không phải là mình ích kỷ nha Nhưng mà em thấy ai mà làm cảnh sát Cũng là một cái để mình uh, Giống như mình cũng nể người ta Và Tại vì nó rất là uh, nguy hiểm anh biết không Cái nghề nó rất là nguy hiểm Mà tiền lương cũng không có bao nhiêu Yeah nhưng mà sự thật uh, Cảnh sát nó có nhiều level Mình không có muốn uh, nói xấu cảnh sát hay là mình nói chi tiết nhưng mà cảnh sát có một số người giống giống như cái bất cứ nghề gì các bạn biết không giống như cái, cái bác sĩ hay là luật sư bất cứ cái gì cũng vậy nếu mà thời bây giờ nếu mà ai mà có điều kiện thường thường người ta không muốn đi cảnh sát right now cảnh sát tại cảnh sát bây giờ cái tâm tiếng nó không có tốt yeah. và và làm giống như gọi là thankless job có nghĩa là không có ai tán cảm ơn hết trơn hiếm lắm đúng rồi yeah. không có ai không appreciate nhiều yeah. Yeah. Ừ, không nhưng có mà tại vì xưa không ai nể anymore yeah. oh, các bạn nhớ uh, cái người cảnh sát mà mà bóp cổ cái ông george Floyd không nhưng yeah. mà bán thuốc lá đó rồi bóp cổ ổng đè 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 ông xuống đất xong rồi có người cảnh sát đứng chung quanh rồi đè rất là lâu rồi cuối cùng ông đó chết đó các bạn nhớ chuyện đó không uh -huh. rồi cuối cùng cái ông mà đè đó đi tù thì ông đi tù mấy năm nay rồi các bạn có biết thì gì rồi ông trong tù ông bị người ta đâm 22 nhát không ghê vậy nha không chết tội nha yeah. cái người đâm người ta chọn black friday Thật. người ta đâm hỏi tại sao vậy người ta dính líu tới black Lives matter uh. nhớ cái câu black Lives matter không yeah. đó nhưng mà người ta đâu có hiểu black friday với black Lives matter đâu có dính líu gì với nhau nhưng mà người ta nói người ta người ta ghét ổng người ta đang người, người ta ráng người ta giết ổng bây giờ cái ông mà đâm cái ông mà bị đâm là ông cảnh sát thì, thì bị 22 nhát nhưng mà hên là trong tù nó không có cái gì nhọn mà dài phải uh -huh. thành ra hình uh, uh, như bị thương nặng thôi còn cái người mà đâm là bây giờ sẽ gán tội là giết người thì cái người đó là sẽ nằm trong tù forever không bao giờ come out again cái người đó là người ta người ta đã làm tội rất là bad rồi phải không? Uh -huh. thành ra người ta đâu có sợ đâu có được ra khỏi tù nữa đâu người ta đâu có khe dạ yeah, mà như lực mỹ đâu có giết đâu có tử hình đâu phải không cho nên rồi, người... mấy cái đó thì người ta ở trong tù forever dạ yeah, chỉ ở hoài yeah. hoài hoài, hoài. Mà phần đông những cái người mà trong tù mà đi 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 tấn công người khác mà kiểu như vậy á là phần đông là người ta biết người ta không bao giờ ra hay là năm bảy chục năm tù thành ra người ta có làm xâm tiên eo chồng chắc lên cũng không thành vấn đề yeah. những cái người đó là những cái người giống như đại khái là xã hội đã bỏ qua rồi giống yeah. như là khóa cửa dục chìa khóa luôn ừ nên nhưng mà đại cái là là cái ông cảnh sát nó vô tội cũng đâu có yên thần đâu dạ dạ thứ nhất là ổng là là biết bao nhiêu người không thích ổng là tại vì ổng đè cổ cái ông mỹ đen đó cho tới chết nó có đòi quá đáng ha yeah. nên giận mình mà mà mất khôn á uh -huh. yeah. có một cái là không có phe là những cái người mà đứng chung quanh cái 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 lúc đó đó là cái ông đó là đại cái là trưởng của cái nhóm đó rồi có một người á đông À, không biết là chủng tộc gì nhưng mà đại khái cũng đi lính cũng là cảnh sát nhưng thì đứng đứng chung quanh đó để protect cái 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 area đó từ lúc đó thì cái ông đó cũng bị mấy năm trời luôn mà trong cái đó là ổng mới có đi làm có một hai năm gì không không có mình không có rõ nhưng mà đại khái là là cảnh sát các bạn y như lính vậy đó có, có chức vụ nếu mà người trên mình nói mình không được quyền cãi thì cái ông đó đâu có được quyền cải cái cái người chức cao hơn mà đứng đó đâu 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 có làm gì được mà phải để yên cho người ta cho cái ông đó đè cổ ông nọ trong cái trong cái thời gian đó thì vậy mà cuối cùng cái người đó cũng ảnh hưởng rồi rốt cuộc bây giờ đại khái là cũng phải đi tù một thời gian rồi ra là đại khái cũng đâu có, cái cái cái, cuộc đời cũng đâu có còn gì nữa mang tâm mang tiếng ở trơn mà giống như là sau này mà muốn đi làm chuyện gì khác cũng rất là khó có bạn hỏi là ông xã mi tìm cái calculator mà tính về cái compound interest ở đâu thì ông xã mi vô đây nè các bạn nhấn vô đây nè các bạn smartaccess.com thì khi mình nhấn vô đây ha mình nhấn enter thì nó ra cái này nè thì mình đến cái chữ mà investing nè đó khi mình nhấn investing thì nó sẽ ra um, investment calculator thì mình nhấn vô đây đó, thì nó sẽ ra những cái gì mà mình ước tính Các bạn tính ví dụ như mình bỏ tiền vô bao nhiêu Ví dụ ví dụ như lúc đầu đi Mình nói ví dụ mình tính là lúc đầu mình có 10.000 Mình có 10.000 sẵn rồi Thì bây giờ mình bỏ vô mỗi tuần hay mỗi tháng là nhiêu Ví dụ một tuần là 7 ngày Ngày mình 10 đồng đi ha 7 ngày là 70 Mình nói ví dụ như vậy Ngày 10 đồng, 7 ngày 70 Ha thì tính tiền lời bao nhiêu mình nói ví dụ như tiền lời mình chọn được là không có cao lắm chỉ có 5.5 thôi có khi khi có lúc là 5.7 chừng à, 20 năm đi là năm 40 tuổi mình bỏ tới năm 60 tuổi thì mình được bao nhiêu tiền cứ mỗi tuần là mình bỏ vô 70 cứ mỗi tuần bỏ vô 70 vậy đó mà đầu tiên là mình có 10.000 sẵn rồi 20 năm ha xong rồi mình nhấn enter là 162.548 đồng là tiền lợi chỉ có 5.5 thôi đó các bạn còn nếu như mình xê dịch chút xíu mình nói ví dụ như 5.7 đi ha trong vòng 20 năm cũng giống nhau luôn mỗi tháng mình cũng để 70 luôn là ngày để 10 đồng á trước đó mình có vô 10.000 trước rồi thì mình tính là bao nhiêu là được 166 000 938 đầu đó các bạn thì cái tiền cái tiền này là cái 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 tiền mà mình thấy được 20 năm đó thì các bạn muốn vô đây tính mình tính gì đó mình tính mình đi nói ví dụ như lúc đầu mình có là chỉ có 5.000 thôi mình nói ví dụ vậy đó nhưng mà giờ mỗi tuần mình cho được 100 đầu dư được 100 đầu mỗi tuần mình nói ví dụ vậy ha tiền lời cũng có 5.7 thôi trong vòng 20 năm thì được nhiều đó thì nó cũng tính cho mình là được 20 năm sau giữa 40 tuổi các bạn bỏ vô tới 60 tuổi mình lấy ra thì là được 209 000 đó có cái này thì mình tính rất là dễ các bạn để mình biết được là mình đầu tư như thế nào cái tiền lời mình sẽ mọc lên như thế nào vậy đó còn nếu như mà các bạn mà đầu tư được trong S&P hay là trong những cái chỗ mà có nhiều tiền lời á, mình nói ví dụ tiền lời của mình là 10 chấm là 10 ha trong vòng 20 năm thì nó như thế nào nếu mình có 5 đồng ngàn trước thôi rồi sau đó mỗi mỗi tuần mình để vô 100 đầu, lãng tháng là mình để 400 Nên, ví dụ nha các bạn này là ví dụ đó thì mình coi cái nó tính bao nhiêu thì 20 năm là mình được 368 000 368 đầu trong vòng 20 năm thì thí dụ mình không có tiền đi giờ tới 50 tuổi mình mới để vô mình thử tới 70 tuổi là mình lấy ra là cái đồng tiền mình được 368 000 mà trong khi đó đó là cái tiền vốn mình bỏ vô tổng cộng á, là có 104 000 thôi nhưng mà cái tiền mà lời á, mình được là 259 000 cho nên tổng cộng là nó lên tới 368 000 thì các bạn thấy trong vòng 20 năm mà tiền lợi của mình lên rất là nhiều cái đó là mình tính trong 10 phần trăm tiền lợi nha các bạn còn nếu mình tính có chỉ có 5 phần trăm tiền lợi thôi mình để giống như là cố định hơn 5 5 phần trăm tiền lợi thôi đó trong vòng 20 năm thì được bao nhiêu thì phân nửa phân nửa cái 10 phần trăm hồi nãy đó thì trong vòng 5 phần trăm này là mới thấy là trong CD là dư luôn á các bạn để vô là cố định là dư luôn Thì nếu mà 5% thì mình được trong vòng 20 năm là 192.150 đồng Thì cái tiền của mình để vô là 104.000 Còn cái tiền mà mình được tiền lợi là 83.000 Tổng cộng mình được là 192.000 trong vòng 20 năm ở dưới đây nó cũng có ghi nè, năm thứ mấy, thứ mấy thì mình được bao nhiêu tiền á các bạn. Thì trong đây nó cũng có ghi cho mình luôn. Thì cái đây là cái mà tính mà mình dễ thấy cho các bạn vô mình cứ tìm tòi. Mình đi thử nha, bây giờ mình có 20 000 10 đồng cho một ngày là từng được 70. Ha, cho mỗi tuần tiền lợi là 5 chấm là quá dễ các bạn ha tại thị trường giờ 5 chấm mấy luôn có đó mình giờ mình bỏ trong vòng 30 năm 40 tuổi bỏ tới 70 tuổi là mình lấy ra tiền lời có 5 chấm thôi đó nghe các bạn lời 5 chấm là quá ít luôn á mà mình được là 342 ngàn đó thì cái này mình thấy là nếu cô chú anh chị mà tiền bình thường mình có 20 ngàn sẵn nè dụ như mình để đâu đó thì mình bỏ vô đây ha một tuần mình bỏ 70 ngày mình bỏ 10 đồng mà tiền lợi có 5 chấm là quá ít rồi đó trong vòng 30 năm mình có 342.000. Cái này là đủ sống về già sống rồi các bạn. Thì đây là một cái cách tính nếu như mà các bạn không có bỏ vô được mỗi tuần mỗi tuần vậy thì bây giờ mình cứ có 20.000 mình bỏ vô cái xế viên đi thì tiền lời bây giờ hiện tại là cũng năm chấm mấy rồi các bạn. Xong rồi cái tới um, 6 tháng định kỳ á, mình lấy ra rồi mình cứ để tiếp vô nữa. Còn cái mỗi tháng mỗi tuần này nè mình không có để vô cái này được thì thí dụ như mỗi tuần á là mình được uh, 70 đồng 70 đồng một tuần thì một tháng là 200 280 đồng 280 đồng trong một tháng đó các bạn thấy 280 đồng trong một tháng đó mình tính như vậy xong rồi cái mình để sẵn rồi cái tới 6 tháng á, mình để được bao nhiêu cái mình đem vô mình bỏ vô CD nữa nếu các bạn không có để được cái kiểu này mình cứ bỏ vô CD cũng được luôn thì trong vòng mình tính nè một tháng mình để 280 đồng cho một tháng mà tiền lời có 5 chấm trong vòng 30 năm thôi mà mình đã được là 322 ngàn thì rất là nhiều luôn các bạn nếu mà mình biết cách tiết kiệm rồi thôi mình xin dừng ở đây nha Cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn mình chúc cho các bạn luôn vui khỏe nha nếu các bạn thấy video này hay, có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và người thân dùm mi. Bây giờ tạm biệt các bạn. Bye bye!